Hai ngày nay thì người dân ở phố Bắc cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội xôn xao về vụ việc nền nhà của bà Lê Thị Lý bỗng dưng nóng bất thường. Bản thân gia đình bà Lý thì cũng thấy lo lắng về hiện tượng kỳ lạ này. Tuy nhiên thì hôm nay, nguyên nhân khiến cho nền nhà bị nóng đã được tìm ra. Sáng qua ngày 14 tháng 12, nền nhà gia đình bà Lý ở phố Bắc Cầu, quận Long Biên bất ngờ bốc hơi, nóng đến kinh ngạc. Gia đình đã đào một góc nhỏ nền nhà nhưng không thấy có gì bên dưới, trong khi hơi nóng vẫn bốc lên. Trong lúc chưa hiểu vì sao lại có hiện tượng trên, các con của bà Lý đã thử đặt một chiếc lá tươi ngay trên nền gạch thì chỉ một lúc sau lá bị héo. Gia đình vội thông báo cho chính quyền địa phương để kiểm tra xong cũng không tìm được nguyên nhân. Nhưng sau khi ngắt điện trong nhà, thấy hiện tượng sàn bị nóng không còn, gia đình bà Lý mới phát hiện ra rằng hiện tượng này là do dò dỉ điện. Cụ thể, trong quá trình lắp quạt trần, con trai bà đục trần đã vô tình làm hở dây điện quạt trần trên tầng 2, nên nhà nóng gian là do bị chập điện và ảnh hưởng ngầm bên trong. Hiện nền nhà bà Lý không còn nóng như trước, hệ thống điện đã được xử lý, cuộc sống gia đình nhà bà Lý cũng đã bình thường trở lại hiện tượng nền nhà dân bỗng dưng nóng rực như nhà bà lý không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tất cả đều được xác định là do dầu dì điện